Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kinh 2, chiều thứ tư ngày 24 tháng 5 năm 2023, từ thành phố Cần Thơ, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, chắc quý khán thính giả cũng còn nhớ vào ngày Chủ nhật 21 tháng 5 năm 2023, ở tại cuộc họp G7, thành phố Hiroshima, nước Nhật. Khi ấy, ông Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa nghe tin của trùm Wagner là ông Yevgeny Prigozhin tuyên bố là đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut. Ông trả lời với các phóng viên báo chí nói rằng thành phố Bakhmut nay đã hoang tàn, không còn gì nữa hết, nên có chiếm được thành phố Bakhmut cũng chả là cái gì. Thành phố Bakhmut chỉ còn ở trong tim chúng tôi mà thôi. Ông tuyên bố như thế. Nhưng rồi khi ông về lại Ukraine, nhiều người góp ý với ông thì ông lại ra ngoài nói: ôi, chưa, chúng tôi chưa có thất thủ Bakhmut. Chúng tôi còn đang chiến đấu một phần ở tại Bakhmut. Đó là cách nói của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Hôm nay nói kiểu này, mai nói kiểu nọ. Trước đây khoảng 3 tháng thì trả lời cho Associated Press, ông nói rằng Bakhmut là chỗ dựa tinh thần cho quân đội Ukraine. Chúng tôi nhất quyết không thể để mất Bakhmut. Chúng tôi sẽ lập một cái bẫy ở Bakhmut để đón quân đội của Nga vào nơi đó và tiêu diệt. Chúng tôi sẽ tổng phản công nước Nga. Nhưng mà thưa quý khán giả, sau hơn 2 tháng không tiêu diệt được nước Nga, không tiêu diệt được quân chiến binh thương mại Wagner và bị thất thủ ở tại Bakhmut, thì ông lại nói: ôi, Bakhmut không có quan trọng đâu. Bakhmut không có tầm về chiến thuật, chiến lược gì hết. Nó chỉ là một nơi hoang phế. Đó là cách nói của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Rất là ngộ nghĩnh. Nhưng bây giờ khi ông đã nói ngược lại, đó là Bakhmut chúng tôi đâu có thất thủ. Chúng tôi đang lại tiếp tục có một kế hoạch để tổng phản công ở tại Bakhmut. Lạ thế đó chứ. Ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay cứ là tổng phản công ở tại Bakhmut. Thế thì thưa quý khán giả, theo đài CNN, thì Thứ trưởng Quốc phòng của Ukraine là bà Hanna Maria cũng ngày hôm nay nói rằng quân đội Ukraine không có bị thua ở Bakhmut đâu. Chúng tôi còn vây quanh ở bên sườn hai bên của Bakhmut. Ngoại ô ở Bakhmut do chúng tôi, quân đội Ukraine còn kiểm soát. Rồi bà còn hùng hồn nói chúng tôi đang lập một kế hoạch để tổng phản công. Tổng phản công đây không những ở tại Bakhmut mà còn tổng phản công trên tất cả mặt trận, để lấy lại 4 tỉnh phía đông và luôn cả bán đảo Crimea. Đó là phát biểu của bà Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của Ukraine, Hanna Maria. Rồi bà nói rất là mạnh, giao tranh bây giờ đó vẫn còn đang tiếp diễn ở tại Vendo của Bakhmut. Không có thất thủ đâu. Những gì mà người ta nói là không có sự thật. Ôi bà Hanna Maria ơi, những gì người ta nói không là sự thật, chỉ có bà nói mới là sự thật hay sao? Khi mà Tổng thống Vladimir Putin của nước Nga và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nga, ông Sergei Shoigu, là những người có tên tuổi, là những vị cao cấp đứng đầu một cường quốc, họ đã tuyên bố là đã kiểm soát được Bakhmut. Trong khi đó bà cứ cái miệng lưỡi theo kiểu hồi xưa, chưa thất thủ, sắp sửa tổng phản công. Cái gọi là sắp sửa tổng phản công của nước Ukraine đã bao lâu rồi? Mấy tháng trời rồi. Họp luôn với cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ là ông tướng Lloyd Austin ở tại phi trường quân sự Ramstein của nước Đức, với 50 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của các quốc gia sắp sửa tổng phản công. Tới bây giờ là đã cả tháng trời rồi cũng chả có tổng phản công, mà còn bị mất luôn cả Bakhmut. Trước đó thì bà cũng miệng bà thôi,
tuyên bố rất dữ rằng đó là chúng tôi đã đánh tạc sườn quân đội Nga ở tại Bakhmut, đẩy lùi về 17 cây số phía bắc, tiến về thành phố muối Solodar. Chúng tôi kiểm soát khu vực này. Thế nhưng bây giờ rõ ràng báo chí, chính các cơ quan truyền thông ủng hộ cho Ukraine như CNN, như Reuters, như Associated Press cũng phải công nhận là Bakhmut hiện nay thấy quân đội Nga có mặt ở nơi đó kiểm soát. Chứ đâu phải là Nga nói mà thôi. Nếu mà TASS, cơ quan truyền thông của Nga mà nói đó, thì còn nói đây là tiếng nói một chiều. Nhưng đây là các cơ quan truyền thông ủng hộ cho Ukraine mà họ còn công nhận. Thì bà đừng có cái miệng lưỡi gọi là, người ta bảo là cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo đó. Nói sao cũng được hết. Nói để mà cho lấy được thôi. Tại sao? Là tại vì quân đội Ukraine đang mất tinh thần. Tổng thống Volodymyr Zelensky phải nói rằng là chưa mất Bakhmut để giữ tinh thần cho quân nhân Ukraine. Và bà là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nên bà phải mạnh miệng lắm. Chưa mất Bakhmut đâu, chúng ta còn đang chiến đấu ở tại Bakhmut, chúng ta sắp sửa tổng phản công. Thôi đừng có đẩy quân nhân của Ukraine ra chiến trường mà chết một cách vô ích nhé. Tại sao? Tại vì chính Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc họp G7 ở tại Hiroshima, ông nói rằng chúng tôi không đẩy con người ra chiến trận để chết. Mất thì thôi. Nhưng mà Bakhmut không phải là một địa điểm quan trọng về chiến thuật cũng như chiến lược. Đây là một nơi đã bị hoang phế. Bakhmut chỉ còn trong tim chúng tôi. Chính tổng thống của các vị đó tuyên bố là không phải đẩy người ra ở chiến trận chết khơi khơi để làm gì. Nhưng mà rõ ràng bây giờ là các ông các bà lại đẩy người ra chiến trường để chết một cách khơi khơi. Rồi cũng chính tổng thống Volodymyr Zelensky cách đây khoảng 3 tháng nói với Associated Press là Bakhmut không thể thất trận được, là vì Bakhmut là điểm dựa tinh thần cho quân nhân Ukraine. Vậy thì bây giờ Bakhmut mất thì điểm tựa tinh thần đó mất, thì chính các ông các bà lại xảo ngôn, cứ nói rằng là còn đang chiến đấu, đánh tổng phản công bây giờ để sao? Đẩy con em Ukraine ra chiến trận chết một cách vô ích. Rõ ràng là như thế. Nếu các ông các bà còn có thể kiểm soát được Bakhmut thì truyền thông của Tây Phương, nhất là Reuters và Associated Press, là hai cơ quan yểm trợ cho Ukraine rất là nhiều, đã lên tiếng ngay lập tức rồi. Nhưng không có. Nên tôi nghĩ rằng những gì mà bà Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của Ukraine tuyên bố là chúng ta còn đang chiến đấu ở Bakhmut chỉ là xảo ngôn mà thôi. Đó là bà Hanna Maria. Bà tuyên bố với đài CNN là chúng tôi còn đang chiến đấu. Chiến đấu đây rất là cực lực. Chúng tôi đang đợi các vũ khí tối tân của Mỹ, của gì đó tùm lum hết. Thưa bà, Mỹ đã viện trợ 31 chiếc xe tăng Abrams rồi. Đức đã viện trợ thêm bao nhiêu chục chiếc xe tăng Leopard 2 rồi mà cũng không làm gì được. Anh đã viện trợ cho các phi đạn Storm Shadow rồi. Pháp đã yểm trợ cho các chiến đấu cơ tối tân rồi. Và bây giờ là cả Đan Mạch lẫn nước Anh hứa là viện trợ cho chiến đấu cơ F-16 và Mỹ huấn luyện cho những người lái máy bay F-16 tới nơi đây, nhưng chưa có làm gì được nước Nga hết mà còn thua nữa. Nói đến cái vấn đề mà huấn luyện F-16 các phi công á, mà bay á, thì tôi có đọc một số bình luận của người Mỹ, tôi cũng thấy hơi mắc cười. Họ nói là Tổng thống Joseph Biden ủng hộ cho Ukraine tổng phản công nước Nga và ủng hộ quyết định của nước Anh và nước Đan Mạch yểm trợ F-16 do Mỹ chế tạo, thì Mỹ sẽ huấn luyện các phi công. Họ nói, ôi, hay á, nhưng mà
Trong thực tế huấn luyện phi công là phải mất tối thiểu 4 tháng. 4 tháng trời để được huấn luyện biết cách sử dụng F-16 thì mới bay trên bầu trời mà chiến đấu được. Như vậy đó thì 4 tháng trời này liệu Ukraine có cầm cự nổi ở những địa điểm chiến lược như họ nói hay không? Nếu mà không có cầm cự được mà bị thất thủ, nhất là thủ đô Kiev mà rơi vào trong tầm kiểm soát của Nga rồi đó, thì các chiến đấu cơ F-16 đó, như vậy là Mỹ viện trợ công không cho nước Nga luôn chứ còn gì nữa. Tại vì chưa chiến đấu được thì các F-16 nằm ở trên phi đạo, Nga vào thì mà Nga chiếm luôn. Cảnh này là người ta đã thấy quân Taliban khi vào Kabul là kiểm soát tất cả các vũ khí mà Mỹ viện trợ cho quân đội của nước Afghanistan, gọi là quân đội quốc gia Afghanistan. Vậy là các ông các bà cứ tha hồ mà gửi đến mà chưa có làm gì được hết thì đối phương lấy trọn vẹn. Tôi đọc bình luận này tôi mắc cười, tôi bảo ừ có lẽ đúng ạ. Vì F-16 mà gửi tới là chưa có huấn luyện được kịp mà chưa bay ra kịp khỏi nơi mà có thể là quân đội Nga vào thì coi như là của Nga luôn. Lúc đó Nga còn mở ra xem thử như thế nào F-16 nữa thì bao nhiêu bí mật quốc phòng của Mỹ tiêu tàn hết. Thưa quý khán giả, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Ukraine vẫn cương quyết, tôi chưa có thất thủ ở Bakhmut, đang tổng phản công, đợi thêm các gì đó, luôn cả F-16 của Mỹ. Thế thì bây giờ đó thì tôi có bình luận và có góc nhìn của tôi, đó là ui các ông các bà cứ nói như thế, mà trong thực tế nói như thế đã bao nhiêu lần rồi, cứ mỗi lần mà thất thủ thì cái la làng kiểu này, đợi có F-16 thì khi mà quân đội Nga vào thì F-16 đó là của Nga luôn cho nó gọn nhá. Vậy thì được chưa? Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.